Mọi người ơi, Thủy vừa mới hút xong cái lớp nạ từ tính vừa mới hút xong một cái lớp nạ từ tính ở trên bề mặt da của Thủy rồi, và bây giờ mọi người có thể nhìn thấy cái lớp mà Thủy vừa đắp nhá. Đây là cái lớp Thủy đắp nạ này, và cái lớp trên trán này Thủy không đắp nạ nhá, mọi người nhìn này. Đấy, hai cái lớp nó khác hoàn toàn nhau. Đây không phải là cái da bật tông của Thủy đâu, mà cái lớp này nó còn đọng lại là một cái lớp tinh dầu ô liu này, tinh dầu jojoba, tinh dầu ô liu và tinh dầu hạt hướng dương còn đọng lại. Và cái tinh dầu này nó là cái khoáng chất cấp ẩm cho da, giúp da mềm mịn và sáng hơn. Thì sau khi mà Thủy hút cái lớp nạ bên trên đi rồi, Thủy sẽ sử dụng một cái khăn giấy như này. Thủy sẽ sử dụng một cái khăn giấy như này và Thủy lau đi nhá. Thủy lau đi ạ. Khi mà đắp được khoảng 10 đến 15 phút rồi thì Thủy bắt đầu Thủy sử dụng cây nam châm Thủy hút đi nhá. Và sau khi hút xong rồi thì nó còn đọng lại một cái lớp. Nó còn đọng lại một cái lớp như này. Thì Thủy sẽ sử dụng cái khăn giấy. Thủy sử dụng khăn khô hoặc là Thủy sử dụng cái giấy ướt Thủy lau đi như này nhá. Đấy, sau khi mà lau xong cái lớp này rồi, cảm giác cảm nhận da rất là mềm mịn mọi người ạ. Cảm nhận da rất là mềm mịn. Thì sau khi mà lau xong cái lớp này rồi, mọi người có thể rửa bằng nước ấm hoặc là rửa bằng sữa rửa mặt nhá, để cho nó sạch cái da của mình đi. Và cái mặt nạ từ tính này, cái mặt nạ từ tính này có tác dụng là thải trì, thải độc tố này, giúp da mềm mịn này, sạch da này, hút bã nhờn này, và những cái mụn cá, mụn đầu đen trên da của chúng mình ấy sẽ được cồi lên, sẽ được trồi cái nhân mụn lên, và dần dần nó sẽ giúp cho những cái mụn cá và mụn đầu đen này nó mềm ra và dần dần nó trồi lên mọi người nhá. Một cái hũ này có giá là 360.000. Một cái hũ này có giá là 360.000 và được tặng một cái cây nam châm này, được tặng một cái cây hút nam châm này, và bên trong nó còn có một cái thìa. Bên trong nó còn có một cái thìa để xúc nạ nữa. Đấy. Một hũ như này có giá là 360.000. Và cái cây nam châm này khi mà hút ý, khi mà chuẩn bị hút ý, thì mọi người lưu ý là mọi người bọc cái màng, một cái màng ni lông này vào cho Thủy nhá. Bọc cái màng ni lông này vào cho Thủy. Khi mà hút xong rồi mình chỉ việc bỏ cái này đi thôi, và cái nam châm này nó sẽ không bị bẩn. Ai mà chưa hiểu cái gì, ai mà chưa hiểu gì về cái mặt nạ từ tính này của Quilly ấy, thì mọi người inbox cho Thủy nhá.